Chào các bạn. Trong bài thực hành trước thì chúng ta đã tìm hiểu được cách vẽ hình chữ nhật bằng Canvas HTML version 5 chấm. Trong bài thực hành hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cái kỹ thuật vẽ hình chữ nhật, nhưng mà chúng ta sẽ tô màu dạng tuyến tính. Bây giờ các bạn hãy mở trang web mà chúng ta đã thực hành hôm trước lên. Thì trong các bài thực hành trước thì chúng ta đã vẽ được cái hình chữ nhật và chúng ta đã tạo được một cái hàm để vẽ hình chữ nhật. Bây giờ các bạn hãy tạo thêm một cái bút tông nữa. Các bạn hãy copy cái thẻ input của cái vẽ hình chữ nhật này. Các bạn hãy copy xuống bên dưới. Sau đó các bạn dán xuống. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ hình chữ nhật. Chỗ này chúng ta tạo một cái hàm tên là vẽ hình chữ nhật tô màu tuyến tính, tức là cái hình chữ nhật của chúng ta vẽ ra và chúng ta sẽ tô màu tuyến tính cho nó. Còn cái tên của cái nút này thì chúng ta cũng có thể đặt lại. Ở đây thì chúng ta đặt cái tên này cho nó ngắn lại, để cái nút của chúng ta nó ngắn lại. Ví dụ chúng ta sẽ đặt là cái nút là vẽ hình chữ nhật. Chữ này chúng ta viết tắt thôi. Các bạn lưu lại. Vậy là về giao diện thì chúng ta sẽ có thêm một cái nút nữa, đó là vẽ hình chữ nhật tô màu tuyến tính. Bây giờ các bạn hãy tạo ra một cái hàm vẽ hình chữ nhật tô màu tuyến tính để chúng ta thực hiện việc tạo một cái hình chữ nhật và chúng ta tô màu tuyến tính cho nó. Các bạn hãy copy cái function vẽ hình chữ nhật này xuống bên dưới. Các bạn hãy copy cái đoạn này, các bạn dán xuống bên dưới này. Bây giờ chúng ta hãy sửa tên hàm lại. Ở đây chúng ta sẽ sửa tên hàm lại là vẽ hình chữ nhật tô màu tuyến tính. Các bạn đặt cái tên function giống với cái tên mà chúng ta tạo bên dưới. Các bạn chú ý là cái tên của cái hàm của chúng ta chỗ này nó phải giống với cái tên hàm mà chúng ta đã tạo mép bên dưới chỗ này. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý lại cái đoạn chỗ này. Các bạn hãy xóa cái đoạn code cũ đi, các bạn giữ lại hai dòng đầu thôi. Thì hai dòng đầu là dùng để truy xuất tới cái canvas mà chúng ta cần vẽ lên và chúng ta khai báo ngữ cảnh cho cái canvas của chúng ta là dạng vẽ 2D. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện việc vẽ hình chữ nhật và tô màu tuyến tính. Đầu tiên thì chúng ta sẽ định nghĩa ra cái hình chữ nhật là chúng ta sẽ bắt đầu vẽ từ đâu tới đâu. Chúng ta sẽ sử dụng lệnh là contest.red và trong đây chúng ta truyền vào bốn thông số. Các bạn truyền vào bốn thông số: tọa độ x, tọa độ y và chiều cao của cái canvas, và độ rộng và chiều cao của cái canvas của chúng ta. Chúng ta sẽ lấy là canvas.width. Chúng ta sẽ cho vẽ theo cái độ rộng của cái vùng vẽ của chúng ta. Và chúng ta ở đây sẽ lấy là canvas.2. Có nghĩa là chúng ta sẽ vẽ ra một cái hình chữ nhật ở tọa độ x bằng 0, y bằng 0 với cái độ rộng và chiều cao của cái vùng canvas. Có nghĩa là chúng ta vẽ bây giờ chúng ta sẽ thêm màu tuyến tính vào. Thì để thêm màu tuyến tính, để tô màu tuyến tính thì chúng ta sẽ định nghĩa ra một cái màu tuyến tính.
Ở đây chúng ta sẽ định nghĩa ra bằng cái hàm là relay linear reliant. Ở đây chúng ta sẽ để là context chấm relay linear reliant. Thì cái hàm relay linear reliant này là dùng để định nghĩa ra cái việc tô màu tuyến tính. Thì bên trong này chúng ta cũng truyền vào bốn tham số. Các bạn truyền bốn tham số này vào. Sau đó chúng ta sẽ tô với cái màu nào. Thì để tô với cái màu nào thì chúng ta sẽ định nghĩa ra cái màu tô bằng hàm là sColorTop. Ở đây chúng ta sẽ dùng cú pháp là gradient chấm sColorTop và chúng ta truyền vào. Ví dụ chúng ta sẽ tô theo cái màu là màu xanh. Chúng ta sẽ add hai cái giá trị màu. Các bạn copy dòng này xuống. Chỗ này cái màu chúng ta sẽ đổi lại. Sau này thì các bạn muốn tô nhiều màu thì các bạn cứ để add color top vào và các bạn để giá trị màu. Còn cái này là cái phần trăm màu mà chúng ta tô là bao nhiêu. Sau đó để tô màu thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng cú pháp là context.fillStyle. Và chúng ta cho bằng với cái gradient này. Bây giờ để thực hiện việc tô màu tuyến tính thì chúng ta sẽ sử dụng là context.fill để chúng ta đổ màu tuyến tính vào cho cái hình chữ nhật của chúng ta. Bây giờ các bạn hãy thử lưu cái trang này lại và các bạn hãy review thử trang web. Bây giờ các bạn hãy thử bấm vào cái nút vẽ hình chữ nhật tô màu tuyến tính thử. Thì bạn thấy là chúng ta đã tô được màu tuyến tính từ màu xanh sáng tới màu xanh đậm cho cả cái vùng canvas của chúng ta. Do chỗ này chúng ta lấy đầu tiên cái vùng mà chúng ta tô là ở tọa độ 0, 0. Đây là x bằng 0, y bằng 0. X bằng 0, y bằng 0 là ở tọa độ ở cái góc trên đây. Và cái vùng canvas của chúng ta là chúng ta sẽ tô theo độ rộng của cả canvas và chiều cao của cả canvas, có nghĩa là nó tô cả cái vùng canvas này luôn. Còn nếu sau này các bạn chỉ muốn vẽ một cái hình chữ nhật với độ rộng là chiều cao bao nhiêu thì chỗ này các bạn có thể nhập trực tiếp vào cái độ rộng và chiều cao mà chúng ta muốn tạo ra cho cái hình chữ nhật của chúng ta. Ví dụ độ rộng của hình chữ nhật của chúng ta ví dụ như là 200, chiều cao là 100 thì lúc giờ nó chỉ tô trong cái vùng đó thôi. Ví dụ như là chỗ này, độ rộng của cái hình chữ nhật chúng ta cho là 200. Và chiều cao chỗ này ví dụ chúng ta cho là 100. Thì chỗ này chúng ta ví dụ cũng cho là 200. Chiều cao cũng là 100. Thì lúc bây giờ nó chỉ tô trong cái phạm vi này thôi. Các bạn lưu lại và các bạn hãy thử chạy thử lại. Thì bạn thấy là nó chỉ tô trong cái phạm vi một cái hình chữ nhật là 200, chiều cao là 100. Còn nếu mà chỗ này, ở đây tôi bấm Ctrl Z để tôi undo lại. Thì nếu chỗ này các bạn để cả cái canvas chấm vít, có nghĩa là chúng ta tô cả độ rộng của cái vùng tô của chúng ta và chiều cao, thì lúc bây giờ khi chúng ta tô màu thì nó sẽ tô cả cái vùng canvas của chúng ta luôn. Vậy là cái hình chữ nhật của chúng ta nó sẽ bằng độ rộng và chiều cao của cái canvas.
Thì để tô màu được màu tuyến tính thì cái dòng này Reay-Lai-Nirayan là để tạo ra màu tuyến tính, và cái vùng màu tuyến tính này được tính từ tọa độ x bằng 0, y bằng 0 và độ rộng chiều cao của cái vùng canvas. Còn cái color top này là cái giá trị màu. Cái giá trị màu thì ở đây là cái màu xanh xanh sáng, và cái màu xanh này nó hơi tối hơn chút xíu. Thì ở đây các bạn thấy nó sẽ tô từ màu xanh sáng tới màu xanh xanh tối. Còn cái contest chấm fill style này là dùng để đổ màu dạng rayon vào bên trong cái vùng mà chúng ta tạo rayon phía trên này. Còn contest chấm fill là thực hiện việc đổ màu rayon vào bên trong cái hình chữ nhật của chúng ta. Cái color top này thì sau này chúng ta có thể add thêm nhiều màu khác vào nữa. Ví dụ như là bạn có thể add vào 5 màu hay 6 màu để chúng ta tô bên trong cái vùng này. Còn hiện tại thì cái vùng màu rayon của chúng ta hiện tại chỉ pha vào mới có 2 màu thôi, một màu xanh sáng và một màu xanh tối. Các bạn có thể pha thêm một cái màu nào đó vào bên trong bằng cách là chúng ta sẽ dùng cái hàm là add color top chỗ này. Thì đó là cái kỹ thuật vẽ hình chữ nhật và tô màu tuyến tính cho cái hình chữ nhật của chúng ta. Thì trong bài thực hành này thì các bạn sẽ biết thêm được một cái hàm nữa, đó là cái hàm Reay-Lai-Nirayan để tô màu tuyến tính và để ép màu tuyến tính vào, để ép những cái vị trí màu tuyến tính vào bên trong cái vùng tô tuyến tính. Thì chúng ta sẽ dùng một cái hàm là ép color top. Thì đó là bài thực hành hôm nay của các bạn.